Ngày hôm qua, ngày 3 tháng 11, sau khi kênh VTC14 phản ánh về tình trạng hàng trăm hộ dân bị nứt nhà do xe quá khổ quá tải hoạt động tại thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố vào ngày hôm nay, 4 tháng 11 khẳng định hiện đã yêu cầu đội Thanh tra Giao thông Vận tải Mỹ Đức tăng cường lực lượng ứng trực ngày đêm xử lý dứt điểm vi phạm. Theo đó, ông Nguyễn Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định hiện đã cử đội Thanh tra Giao thông Vận tải cầu đường bộ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hương Sơn, Công an huyện Mỹ Đức để tăng cường hoạt động xử phạt, chấn chỉnh vi phạm. Trước mắt tập trung giải quyết dứt điểm cái việc mà phương tiện đi qua khu vực đường 49 để làm sao không còn cái hiện tượng xe quá tải trọng đi qua cái khu vực này để ảnh hưởng đến các cái hạ tầng cũng như là các cái đi lại của nhân dân trong cái khu vực. Về tình trạng xe 30 đến 40 tấn lưu thông trên đường quy định tải trọng cho phép 10 tấn, Thanh tra Giao thông Vận tải cho biết các phương tiện này trước đây chủ yếu hoạt động ban đêm, buổi trưa khi lực lượng chức năng rút khỏi địa bàn. Đã chỉ đạo đội Thanh tra Giao thông Mỹ Đức xây dựng kế hoạch để mà phối hợp với cả chính quyền, bố trí lực lượng công an xã, bố trí làm sao cái thời gian khép kín để làm sao hạn chế đến mức tối đa cái việc mà phương tiện quá tải qua. Và đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo các đội chuyên ngành ở phía các cái đơn vị tăng cường hỗ trợ cho đội Thanh tra Mỹ Đức sẽ xử lý triệt để các cái việc mà phương tiện vi phạm đi qua cái khu vực này trong cái thời gian tới. Trước đó, VTC14 đã phản ánh gần một năm nay trên tuyến đường nội bộ thôn Tiên Mai, bất kể ngày và đêm, xe quá khổ quá tải hoạt động công khai gây hư hỏng đường xá và khiến hàng chục ngôi nhà của người dân hai bên đường bị rạn nứt. Cứ chẳng đã, người dân đã phải làm biển báo cấm xe quá tải, nhưng vi phạm vẫn diễn ra tràn lan.